Huy xin kính chào quý cô chú chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy mới có một thông tin, một chiếc xe demo của công ty bên Huy sẽ được bán cho quý cô chú anh chị đang có nhu cầu. Thì đây là một chiếc xe Camry bản 2.5 Hybrid các anh chị. Đây, Hybrid nha, là bản cao cấp nhất của Camry, bản cao cấp nhất luôn các anh chị, với rất là nhiều những option. Và đặc biệt là chiếc xe này mới đi được có 9.000 cây số thôi, và hầu như ngoại thất và nội thất của chiếc xe này là còn nguyên bản các anh chị, hầu như là còn nguyên bản, còn zin luôn. Xe này thì xe chở xếp tổng của bên Huy, cho nên là đi ít và cực kỳ kỹ luôn các anh chị. Xe đi về là tài xế rửa sạch sẽ và cắt xe. Và Huy cũng sẽ thông tin cho quý cô chú anh chị mình nắm chi tiết về chiếc xe này. Sản xuất vào cuối năm 2021 và đăng ký vào đầu năm 2022, đầu 2022 đó anh chị. Đó, một chiếc xe rất là đẹp, và với cái màu trắng ngọc trai anh chị. Đây, màu trắng ngọc trai anh chị nhìn thấy không? Nó ắt lên màu viền tuyến rất là đẹp. Và với trang bị hệ thống đèn, là xe này anh chị nhìn thiết kế đèn không? Đẹp cực kỳ luôn. Đèn này là đèn LED nha anh chị, full LED luôn. Và có tính năng tự động bật tắt, điều chỉnh độ cao thấp của đèn, và có thể điều chỉnh cái chế độ từ cốt sang pha, cũng như là từ pha sang cốt anh chị. Ví dụ như ở trong cái gói sạc thi xe nó có cái tính năng là khi mà anh chị chạy mà bật cái chế độ tự động thì đèn sẽ tự động bật sáng, và nó sẽ cho ở chế độ pha luôn anh chị, cho anh chị dễ chạy. Khi mà gặp cái phương tiện đối diện, đi đối diện, thì nó sẽ chuyển sang chế độ cốt để không bị tránh bị chói mắt phương tiện bên cạnh. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Cảm biến khoảng cách từ phía trước ra anh chị, một cái này, hai cái này, ba này, bốn anh chị ha, bốn cái cảm biến khoảng cách ở phía trước, và có một cái camera 360 độ ở phía trước luôn, và hai bên gương và phía sau nữa anh chị. Và một điểm nữa, xe này có một cái bộ radar. Đây, nó sẽ có tính năng là cảnh báo va chạm và tự động phanh luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Ví dụ như trong quá trình mà di chuyển có vấn đề mà lơ đễnh trong vấn đề mà phanh, thì sắp gặp chướng ngại vật thì nó sẽ cảnh báo cho quý anh chị mình biết. Nếu như mà mình không thắng thì nó sẽ tự động thắng luôn. Rất là an toàn nha anh chị. Đấy, cái ở dưới có chi tiết này, mâm anh chị nhìn không? Đó, rất là lớn. Đây là một cái mâm mà được trang bị. Đó. 18 inch, 235, 45 R18, rất là thể thao luôn anh chị, và gai rất là dài. Và có cảm biến áp suất vỏ luôn anh chị nha, cảm biến áp suất vỏ. Đấy, bản Hybrid. Bản Hybrid này vừa kết hợp điện và xăng cho công suất cũng như là moment rất là lớn, và thực sự tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời luôn anh chị. Nếu như anh chị chạy ngoài đô thị chỉ có 4.3 lít thôi, còn mà trong đô thị chỉ 4.9 lít thôi anh chị, và kết hợp chỉ có 4.4 lít thôi. Một chiếc xe Camry 2.5 luôn anh chị. Đấy, thực sự tuyệt vời, quá tiết kiệm nhiên liệu. Rồi có tính năng như là cảnh báo trên làn đường. Đây, và cảnh báo, cái này là cảnh báo điểm mù của anh chị, và cảnh báo phương tiện khăn phía sau khi mình chị chạy mà ở phía điểm mù á, và có phương tiện nó chạy thì nó sẽ cảnh báo cho anh chị, rất là an toàn luôn. Đây là công tắc rơ cửa thông minh bằng cái cảm biến sờ ở vị trí này, tay nắm cửa mà cũng rơm. Những cái đường găng thiết kế anh chị thấy rất là đẹp. Một chiếc xe Camry thực sự là rất là đẳng cấp luôn anh chị. Dán phim, đấy, phim xịn luôn nha, che mưa đầy đủ, có cửa sơ số trời luôn. Ok, rồi anh chị cùng Huy mình xem qua nội thất bên trong. Wow, quá tuyệt vời, rộng rãi và rất là mới luôn. Đấy, như anh chị thấy mới cực kỳ luôn. Đấy, gương thì có tính năng tự động bật tắt nè, tự động gập gương nha anh chị, và tự động điều chỉnh cái mặt gương khi anh chị ve thì nó sẽ gập xuống một tí. Đấy, cho mình dễ quan sát. Rồi nhớ vị trí ghế thì xe có hai vị trí ghế, nhớ hai vị trí ghế, và ghế thì chỉnh điện 10 hướng đó anh chị. Đấy, công tắc lên xuống kính là auto tự động và chống kẹt ở tất cả các cửa luôn. Anh chị nhìn nè, những cái miếng đề can keo này vẫn còn giữ nguyên luôn nè, và mọi thứ rất là đẹp nha anh chị nha.
rất là đẹp. Một chiếc xe Camry tuyệt vời. Xuất xứ là từ Thái Lan và sản xuất vào cuối năm 2021 và đăng ký bộ độc năm 2022. Đẹp ron này anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Ghế rất là thể thao nha anh chị. Đây, thể thao. Giờ đục lỗ này. Xe quá đẹp. Và vô lăng thì chỉnh điện bốn hướng. Huy đang Huy nổ máy ra cho quý anh chị mình cảm nhận về tiếng nổ của động cơ. Do là có tính năng là điện đó, cho nên là khi mà nổ máy á, thì anh chị sẽ không nghe tiếng động cơ nổ đó nha anh chị. Động cơ điện đang hoạt động. Vì sao mà nó tiết kiệm nhiên liệu đến mức như vậy? Đấy. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn anh chị. Đó, động cơ điện đang nổ. Ok, mặt đồng hồ táp lô này anh chị, nó sẽ hiển thị điện và xăng và hiển thị cái vị trí mở cửa luôn anh chị ha. Đấy, rất là nhiều những thông tin ở trên này. Tôi sẽ thông tin cho quý anh chị mình sau. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ quan sát này, vô lăng này, ba chấu này anh chị. Đó, rồi có những phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói. Vô lăng cầm rất là sướng luôn, đúng là Camry đẳng cấp. Và trên vô lăng thì chúng ta sẽ có những cái phím như là cái này, chế độ cruise control, ga tự động anh chị. Chế độ ga tự động thì nó sẽ có cái tính năng là giữ khoảng cách, tự động mà giữ khoảng cách so với phương tiện ở phía trước. Rồi cảnh báo chệch làn đường và có tính năng giữ làn đường, tức là khi mà anh chị vì một cái lý do gì đó mà xe của anh chị lệch sang cái làn đường bên cạnh thì nó sẽ cảnh báo cho anh chị mình biết. Đó, rồi lúc đó là nó sẽ đánh nhẹ cái vô lăng, đưa cái xe mình về cái làn đường mình đang chạy, rất là an toàn luôn anh chị. Đấy, gạt mưa tự động nè, đèn tự động nè. Đấy, đây 360 độ anh chị nhìn nè, quá đã. Màn hình DVD rất là lớn luôn anh chị. Tuyệt vời ha. Ok, rồi xe thì hệ thống điều hòa thì ba vùng độc lập. Và xe thì được trang bị đầu DVD rất là lớn và có 9 loa JBL luôn anh chị, nghe cực kỳ đã. Này, loa JBL nghe cực kỳ đã luôn. Và đèn thì gương thì chống chói. Ở trong xe là chống chói tự động nè. Đấy. Đèn này là đèn LED hết anh chị nha. Đó. Đây có cửa sổ trời. Cửa sổ trời trên này nè ha. À, ngồi đã các chị, đã. Và có sạc không dây nè anh chị. Này, sạc không dây đây. Rồi về hộp số thì xe được trang bị hộp số tự động vô cấp. Vô cấp luôn các chị. Đó, 2.5W thì sử dụng là hộp số tự động 8 cấp thôi. Còn cái bản này là sử dụng hộp số tự động vô cấp luôn. Hộp số thì có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu, Normal và Sport thể thao luôn các chị. Có tính năng giữ chạy điện. Rồi tính năng mà giữ phanh đó anh chị, khi mà anh chị chạy dừng đèn đỏ rất là hữu ích luôn, rất là an toàn khi anh chị dừng. Đó anh chị nha, khởi động một nút bấm này, quá đẹp. Đó, có cổng sạc 12V này, cái AUX này, quá tuyệt vời nha. Ok, thì Huy cũng chia sẻ sơ cho quý anh chị mình nắm. Đây là kích hoạt cái chế độ đèn tự động, điều chỉnh cái góc chiếu này chị nè, có phiếu bảo dưỡng lịch sử, bảo dưỡng hãng đầy đủ nha. Xe của công ty cho xếp đi cho nên là phải bảo dưỡng kỹ này, thì bấm vào đây để mở cái cốp sau lên. Đấy, cốp sau đã được mở rồi chị ha. Đấy. Ok, thì nói chung là Camry là một trong những cái sản phẩm mà quá quen thuộc rồi. Huy chia sẻ sơ cho quý anh chị nắm những cái tính năng an toàn của xe Camry bản này, có những tính năng, rất là nhiều tính năng về an toàn. Đấy. Có rèm che nắng phía sau này anh chị ha. Đó. Rộng rãi thoải mái. Và xe này thì bên Huy làm đẹp là Maru. Maru Kuri lên là long lanh như một chiếc xe mới. Nội thất còn thơm mùi nội thất xe mới mà các chị. Ở dưới phía sau này anh chị sẽ có một cái bảng cái vị trí để ly nước này. Ly nước này. Và có một cái bảng để điều khiển ghế chỉnh điện nè anh chị, rồi điều khiển rèm che, rồi điều khiển nhiệt độ nữa và kể cả đầu DVD luôn, rất là tuyệt vời. Vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái vị trí để đồ khá là rộng rãi, cửa tay này, cửa gió cho hàng ghế phía sau. Vị trí này anh chị mình để đồ tuyệt vời luôn nha, rộng lắm anh chị thấy không, quá tuyệt vời. Ok, tiếp theo mình sẽ quan sát một vòng quanh xe nha anh chị. Xe bên Huy chưa có làm đẹp, chưa có làm Marukuri gì hết á. Đấy, nhưng mà chiếc xe này như một chiếc xe mới các chị, đẹp cực kỳ luôn. Đăng ký lần đầu
vào đầu năm 2022. Đó, đẹp, lóng lánh. Cốp đựng hồ sơ, cốp đựng đồ phía sau đó chị, rộng lắm và mọi thứ là như mới. Xe chữa xếp thôi, cho nên là kỹ cực kỳ luôn. Như một chiếc xe mới anh chị. Mua những cái sản phẩm như này anh chị tiết kiệm được rất là nhiều. Rất là nhiều luôn so với việc anh chị mua chiếc xe mới. Đó, một phiên bản đặc biệt anh chị. Đặc biệt bản hybrid, rất tiết kiệm nhiên liệu, động cơ lại khỏe nữa anh chị. Đó. Mà xe thì chắc xe quá tuyệt vời. Những cái tính năng an toàn của xe thì như Huy chia sẻ, trao đổi sơ với anh chị á, full luôn cái gói an toàn của Toyota Safety Xe. Quá tuyệt vời. Ok, thì cũng gửi đến sơ bộ cho quý anh chị về sản phẩm. Thì nếu như mà quan tâm thì anh chị cứ liên hệ với Huy nha. Và giá thì bên Huy cũng đang hỗ trợ cho khách cũng tốt. Và một điểm nữa là bên tài chính Toyota các anh chị cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay. Thì với chiếc xe này thì anh chị có thể vay được 75% lận. Maximum luôn. Đó. Là 75%. Đấy. Ok, rồi. Thông tin sơ bộ cho anh chị nắm nha. Còn xe thì có bảo hành chính hãng đầy đủ. Đó, cho nên anh chị có bất kỳ vấn đề gì có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc nha anh chị, đều được kiểm tra và bảo hành. Và với Toyota Tân Cảng thì bên Huy sẽ cấp giấy cam kết đảm bảo tình trạng xe cho quý anh chị không bị đâm đụng, không bị ngập nước, chắc chắn rồi. Xe này là xe của công ty mà, xe của sếp đi mà. Đảm bảo với anh chị chuẩn luôn, xem là thích. Ok các anh chị nha. Và một số những thông tin cơ bản Huy cũng gửi đến quý anh chị. Nếu như có nhu cầu về sản phẩm thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Với giá nên biết là 1.360.000.000 thì anh chị mua chiếc xe này sẽ tiết kiệm được rất là nhiều so với việc anh chị mua xe mới. Xe lướt, xe chắc thì anh chị sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Mà nó không khác gì xe mới là bao nhiêu quý anh chị. Ok rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.